dạ em xin kính chào quý chủ tòa đoàn, quý thầy cô và các anh chị đồng nghiệp, em tên là Phan Minh Thuận hiện đang công tác tại trung tâm y khoa Medich Hòa Hảo thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay em xin được chia sẻ về kỹ thuật chụp cộng hưởng từ các tổn thương có kích thước nhỏ tim và tổn thương ngoài tim phần trình bày của em sẽ bao gồm có bốn phần thứ nhất là giới thiệu như các quý thầy cô và anh chị cũng đã biết thì cộng hưởng từ tim mạch ngày càng có nhiều giá trị trong việc chẩn đoán điều trị là phương tiện cho đoán hình ảnh không xâm lấn giúp đánh giá tốt về giải phẫu chức năng và bản chất của các tổn thương ở tim tim là một cơ quan động ảnh hưởng bởi hô hấp nên có thể ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh và kết quả đọc do đó việc chụp tốt cộng hưởng từ trên mạch sẽ góp phần quan trọng giúp bác sĩ chẩn đoán được chính xác về kết quả về mặt chuẩn bị bệnh nhân do việc chụp cộng hưởng từ có thể kéo dài một ca từ 30 đến 40 phút do đó chúng ta cần phải chuẩn bị bệnh nhân ở cái thể trạng thật là tốt nhất nên cho bệnh nhân ăn nhẹ 2 tiếng trước khi chụp kiểm tra kỹ về mạch và huyết áp của bệnh nhân giải thích rõ cho bệnh nhân được biết quá trình chụp hướng dẫn và tập cho bệnh nhân đến thở thật tốt để bệnh nhân có thể hợp tác với chúng ta trong suốt quá trình chụp được tốt và dễ dàng sử dụng thuốc tương phản Gadovic um, với liều lượng là 0.1 ml trên một cái đơn cân nặng và tốc độ bơm là 3ml trên dây. Um, đa số các trường hợp thì uh, cộng hưởng từ là phương tiện giúp chúng ta chẩn đoán về bản chất của tổn thương. Giúp chúng ta chẩn đoán về bản chất của tổn thương chứ không phải là phương tiện để tìm ra tổn thương. Do đó trước mỗi ca chụp chúng ta nên có đầy đủ hồ sơ bệnh án như là siêu âm tim hay là CT tim. Về các chữ sung thường sử dụng thì uh, chú Sung xin uh, giúp uh, lấy uh, kết hợp với uh, OCG giúp uh, chúng ta lấy hình nhanh cho phép lấy hết toàn bộ một chu chuyển của tim giúp đánh giá về hình thái chức năng của các buồng tim và xác định được vị trí của các tổn thương chú Sung T1 T2 double ER uh, phát sát non phát sát, là một chuột, uh, chuột là một kỹ thuật uh, máu đen uh, sử dụng chú Sung đảo nghịch 180 độ um, làm mất tín hiệu của máu uh, từ đó giúp chúng ta đánh giá được uh, bản chất của tổn thương Chữ sung perfusion ngoài việc giúp chúng ta khảo sát tưới máu vi tuần hoàng của cơ tim còn giúp chúng ta đánh giá việc tưới máu của thông thương với thuốc tương phản gadolinium về kỹ thuật chụp thứ nhất là các cái u ở ngoài tim ca thứ nhất là bệnh nhân 69 tuổi với lâm sàng là hay mệt hay làm nặng và động nhiều và bị đau ngực trên siêu âm tim thì có nhiều thương tổn xung quanh tim được gửi đến biết Hòa hảo để làm cái cộng hình từ tim thì trên các hình sinh ta thấy bệnh nhân có rất là nhiều cái thương tổn ở bao quanh xung quanh tim để xác định bản chất của tổn thương thì chúng ta cần phải biết được uh, tín hiệu của tổn thương ở trên các uh, cái cây sung T1, T2 IR, T1 IR và T1 IR sau tim tương đương phản. Đồng thời chúng ta phải uh, điều uh, phải cắt cái hướng để cho tổn thương có thể bộc lộ được uh, rõ nhất có thể. Thì quay trở lại với trường hợp cái lâm sàng này, chúng ta có thể thấy có nhiều thương tổn bên ngoài tim bao quanh các động mạch tín hiệu cao trên T2 IR ER, thấp trên T1 er bắt thuốc tinh thần phản mạnh và không đồng nhất với những điều kiện này thì chúng em nghĩ đây là những tổn thương thuộc dạng lymphoma lymphoma cái thứ hai là một bệnh nhân nam 54 tuổi lâm sàng là kiểm tra sức khỏe trên siêu âm tim thì có thương tổn ở trung thất giữa bên trái cạnh thân động mạch phổi nên được chỉ định làm cái MRI tim thì trên các hình xin này ta thấy có cái tổn thương kích thước là 25 nhân 24 nhân 41 mm nằm ở cạnh thân động mạch phổi và van hai lá. À, dựa vào hình định vị của uh, sin hai buồn và bốn buồn, ta thấy uh, tổn thương này có uh, ta thấy tổn thương này tăng tín hiệu trên uh, T2 IR uh, và T1 IR có bắt thuốc uh, tương phản uh, sau tim. Ngoài ra còn có một cái liệu quan trọng là trên chỗ sung perfusion. Uh, Chúng ta thấy uh, tổn thương được uh, tưới máu uh, rất mạnh sau khi tiêm tương phản. Với những lý do này thì chúng em nghĩ đây là một tổn thương dạng hemangioma và bệnh nhân cũng đã được bệnh nhân này rất quan tâm đến sức khỏe của mình nên định kỳ 6 tháng là bệnh nhân có quay trở lại chụp cộng hưởng từ tim để kiểm tra về tổn thương thì bệnh nhân đã chụp được 4 lần và cả 4 lần về kích thước và cái tín hiệu của tổn thương đều không thay đổi. Thứ hai là kỹ thuật chụp các cả u có kích thước nhỏ ở trong tim. Với ca lâm sàng thứ nhất là một bệnh nhân nữ 23 tuổi lâm sàng là theo dõi hội chứng Toprus, Slidosis complex trên xương tim thì có nhiều cái thương tổn ở thất trái nên được chỉ định làm cái cộng hưởng từ tim. Thì trên hình sinh ta thấy bệnh nhân có các cái thương tổn ở vùng thành bên thành dưới vách và đặc biệt là ở cỡ bè vùng thành trên khi mà có cái cơ bè khi mà có tổn thương ở vùng cơ bè vùng thành trên đó chúng ta nhìn thấy rõ được cái giới hạn của tổn thương ở trên cái thị tâm tâm trương do đó chúng ta sẽ lựa chọn các cái hình định vị ở trên thị tâm trương và đồng thời chúng ta cũng sẽ lựa chọn cái thu hình các cái chữ sung t1 t2 ir ở trên thị tâm trương quay trở lại với ca lâm sàng này thì chúng ta thấy bệnh nhân có các tổn thương ở vùng thành dưới vách, thành bên và vùng cơ bè, vùng thành trên ta tăng tín hiệu ở trên kiểu sung T1 non phát sát và giảm tín hiệu trên kiểu sung T1 phát sát. Ngoài ra, chúng em còn khảo sát thêm một số các cơ quan của bệnh nhân thì nhận thấy có nhiều tổn thương ở vùng thận và não. Những cái tổn thương này có tín hiệu phù hợp với lại hội chứng Toplus Sclerosis về canh lâm sàng thứ hai mà một bệnh nhân nữ 43 tuổi kiểm tra sức khỏe thôi à, trên siêu âm tim thì có tổn thương ở nhĩ trái nên được chỉ định làm cộng hưởng từ tim. Thì trên các hình lâm sàng à, thì trên cái hình xin ta thấy à, bệnh nhân có một cái tổn thương kích thước là 10 x 12 mm nằm ở nhĩ trái sát với góc à, van hai lá thì à, tổn thương này được quan sát rõ nhất ở trên cái thì tâm thu do đó chúng ta sẽ lựa chọn các cái hình định vị và cái thu hình T1 T2 ir ở thì tâm thu thì trên hình tổn thương này có uh, tăng tín hiệu ở trên uh, T2 ir uh, trung gian trên uh, T1 IR và bắt uh, thuốc thuốc phản sau tim. và ở đây có một cái điều quan trọng nữa là trên hình uh, âm bản của sin uh, ba buồn chúng ta thấy tổn thương có một cái cuốn dài khoảng 3mm uh, bám vào mặt uh, thành uh, nhĩ trái uh, sát với lại uh, uh, sát với lại gốc lá vàng uh, hai lá À, với những liệu này thì chúng thì em nghĩ đây là một cái tổn thương thuộc dạng Misuma. Ca lâm sàng thứ ba là một bệnh nhân nam 67 tuổi, à, đau ngực nhập viện được chỉ định chụp CT mạch vành thì phát hiện có một cái tổn thương ở mặt nhĩ, góc lá vách van ba lá nên được chỉ định làm cái em dye tim. Thì trên các hình cine ta thấy bệnh nhân có một cái tổn thương khoảng 12 x 8 mm nằm ở à, mặt nhĩ, à, góc lá vách của van ba lá. Do tổn thương này nằm ở lá gốc của van ba lá nên chúng ta sẽ nhìn thấy rõ được ở thì tầm thu do đó chúng ta sẽ lựa chọn cái hình định vị và việc thông hình ở thì tầm thu thì đống thương này có tăng tín hiệu trên hình t 2 IR hình uh, tín hiệu trung gian trên t 1 IR và bắt thuốc tương thẩm phản mạnh sau tim với những dữ liệu này thì tôi em nghĩ đây là một tổn thương dạng papillary fibroblastoma Yeah, kết luận cộng nghệ tim tim mạch ngày càng à, hữu ích giúp các bác sĩ nằm sàng đưa ra phương án điều trị thích hợp à, mỗi nhóm bệnh lý khác nhau sẽ có những yêu cầu về kỹ thuật và chỗ sung phù hợp à, hiểu được những gì cần làm luôn cập nhật và nâng cao kiến thức sẽ giúp cho việc chụp được nhanh và hiệu quả và đây là robot con chụp u tim tại bệnh viện mỹ Đích hòa hảo đang áp dụng và yeah, hy vọng bài chia sẻ của em sẽ có nhiều giá trị đối với các anh chị xin cảm ơn quý thầy cô quý anh chị đã vui lắng nghe